Trung Quốc có một lịch sử uống trà rất lâu đời. Ở Tứ Xuyên, mới đây người ta phát hiện ra có một bản hợp đồng từ thời nhà Hán, trong đó quy định chi tiết nhiệm vụ của những người hầu. Họ phải đi mua trà ngoài chợ, pha trà cho chủ nhân và rửa sạch các loại cốc chén, ấm trà. Các quán trà ở Tứ Xuyên lúc nào cũng đông đúc. Nhân viên quán cố gắng không làm phiền khách thưởng trà bằng cách không tiến tới quá gần khách. Vì thế, một số người đã nghĩ ra sáng kiến độc đáo, dùng ấm trà vòi dài. Rót trà bằng ấm vòi dài dần dần trở thành một nghệ thuật. Tổng cộng có tất cả 18 động tác. Tôi tên là Tăng Ức Hình. Tôi đang học năm thứ tư đại học. Tôi đã học rót trà vòi dài được 3 năm rồi. Đầu tiên, tôi học ở cha mẹ tôi những kiến thức về trà và cách rót trà vòi dài. Cha mẹ tôi đều rất thích uống trà. Thành phố Thành Đô là một quán trà lớn. Mọi quán trà ở đây đều là phiên bản mini của Thành Đô. Lần đầu tiên tôi xem người ta rót trà kiểu này là hồi năm tôi 17 tuổi. Là con gái, tôi thấy trò đó rất hay. Phải tập nhiều hơn thì mới có thể rót cho khéo được. Cẩn thận đấy, con vụng về quá. Cứ chịu khó tập đi. Thầy làm cho con xem với. Con cần phải tập nhiều hơn. Được rồi, tập lại nào. Sao thầy không dạy con động tác đó? Không phải là chuyện dạy. Có dạy con cũng không làm nổi. Sao con không làm nổi? Chỉ là không làm nổi thôi. Người thầy nói với Tăng Ức Hinh rằng, để làm chủ được kỹ thuật rót trà vòi dài, đầu tiên cần phải hiểu thêm về trà đã. Cách đó 100 km trên núi Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, có một đỉnh núi tên là Mông Đính. Tương truyền, cách đây 2.000 năm, thời Tây Hán, một đạo sĩ tên là Ngô Lý Chân đã trồng 7 cây trà. Con cháu của đạo sĩ sau này đã lập sân nương trà xung quanh 7 cây trà đó và đặt tên là Ngự Trà Viên. Từ đó trở đi, người ta cho rằng trà ngon phải pha bằng nước sông Dương Tử và phải dùng lá trà hái trên núi Mông Đính. Những lá trà mà ông với cháu hái ngày hôm nay sẽ được dùng để làm trà hoàng nha. Lá chỉ được dài từ 1,5 tới 2 mm. Những chiếc lá này thường dùng làm trà xanh cao cấp. Nhưng ông Thành Tiên Cần lại dùng chúng để làm ra trà vàng. Làm trà vàng thì sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Sau khi ủ được 36 tiếng, trà được mang ra sao thêm một lần nữa. Những chiếc lá trà sao lần sau này chuyển thành màu vàng. Khi pha với nước, chúng cho ra loại trà màu vàng. So với trà xanh, trà vàng oxy hóa nhiều hơn, vị ấm và nhẹ hơn. Loại trà này đặc biệt với những ai bụng dạ nhạy cảm. Làm hoàng trà là công việc phức tạp. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cho mẻ trà bị hỏng. Ngày nay, hoàng trà đang được làm ở các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam và An Huy. Đó là một loại trà có hương vị nhẹ nhàng, kín đáo. Khi chúng ta pha trà, đầu tiên những chiếc lá nổi lên, rồi sau đó chậm chậm chìm xuống dưới. Con người cũng vậy. Khi chúng ta còn trẻ, chưa trưởng thành, chúng ta nông nổi. Nhưng khi đã có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, chúng ta sẽ chậm chậm chìm xuống đáy. Cùng những chiếc lá trà có thể cho ra rất nhiều loại hương vị khác nhau. Tổng cộng có 6 loại trà tất cả. Trà không oxy hóa là trà giữ được vị tươi của lá trà. Loại trà hơi oxy hóa, hoàng trà, làm mềm đi hương vị trà xanh. Trà trắng hay bạch trà là trà không sao, cũng không tán, là loại trà có hương vị tự nhiên nhất. Trà ô long là trà bán oxy hóa, có hương vị phức hợp, thay đổi.
Trà ủ lên men là trà oxy hóa nhiều nhất. Trà này từng là chiếc phao cứu sinh của người du mục. So với 5 loại trà này, trà đen là loại trà có hương vị chiết trung nhất. Trà đen cũng là trà phổ biến nhất trên thế giới. Ở Trung Quốc gọi là hồng trà.